Xin chào các bạn. Trước mặt mình là chiếc trực thăng Bell 505 của công ty trực thăng miền Bắc. Cũng lâu rồi mình không gặp lại chiếc máy bay này nên quay chơi cho các bạn xem. Chiếc máy bay đang bay vòng trên bầu trời nội thành Hà Nội. Tầm nhìn ở Hà Nội hôm nay vẫn khá tệ. Sương mù và khói bụi tạo thành một lớp màu xám bạc cản tầm nhìn. Rất hiếm khi thấy được bầu trời trong xanh ở Hà Nội. Nếu bay ngắm cảnh trong điều kiện thời tiết như thế này thì cũng không thích mấy. Công ty trực thăng miền Bắc có tour bay ngắm cảnh Hà Nội và sông Hồng bằng loại Bell 505 này. Tuy nhiên đợt này do ảnh hưởng của dịch nên có lẽ cũng không có khách. Ngoài các chuyến bay thuộc tour ngắm cảnh thì chiếc máy bay này còn làm nhiệm vụ huấn luyện phi công. Có lẽ đây là một chuyến bay huấn luyện như vậy. Mình thấy máy bay bay vòng vòng theo một vòng tròn cố định. Chiếc này có hiện trên phần mềm Flyradar 24. Trong các tour bay ngắm cảnh thì chiếc máy bay này có thể chở theo 3 hành khách và 2 phi công. Đây có lẽ là loại trực thăng nhỏ nhất của công ty trực thăng miền Bắc. Loại này có tên gọi là Bell 505. Có lẽ vì nó được trang bị một động cơ turbo shaft công suất 505 mã lực. Máy bay có bộ cánh quạt chính gồm 2 lá, tương tự như trực thăng UH-1 trong chiến tranh Việt Nam. Địa điểm ngắm chiếc máy bay này đẹp nhất phải là sân bay trực thăng ở đảo Tuần Châu. Không khí ở biển rất trong và sạch. Hơn nữa ở đây có thể tiến lại gần sát vị trí chiếc máy bay sẽ đáp xuống. Động cơ cánh quạt nghe rất đã tai phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.